Việt Thắng đã từng làm việc với huấn luyện viên Kiadisak khi mà anh ấy còn là cầu thủ ở Hoàng Gia Lai. Cái ấn tượng lớn nhất của Việt Thắng với anh Sắc là gì? Tài năng và sự tinh quái của anh Sắc, kể cả lối sống hay là trên sân, anh ta rất là ma mãnh, và thật sự là rất là may mắn khi được đá cặp cùng anh Sắc và học được rất nhiều từ anh ấy. Một trong những điều mà quý giá nhất mà Thắng đã học được từ anh Sắc là gì? Bình tĩnh trước cầu môn và cái di chuyển không bóng, và chắc là nghĩ đặc biệt nhất là cái di chuyển không bóng, cái lẻn sau lưng hàng phòng ngự, thời điểm di chuyển của anh Sắc là xuất sắc. Với cái con mắt chuyên môn của một tiền đạo thì Thắng đánh giá như nào về cái từ tinh quái và miêu tả như nào bằng cái hình ảnh, bằng cái ký ức của mình về anh Sắc? Nói về tính hiệu quả đi, thì có người trên sân di chuyển 20 lần ra sau lưng hàng phòng ngự đối phương, thì về kết quả đối mặt khoảng được đối mặt với thủ môn khoảng 2 lần, nhưng anh Sắc chỉ cần 5 đường di chuyển thôi đã có 4 lần đối mặt thủ môn rồi. Thì đây là cái sự hợp lý trong không nó trong đó, nó có tính là thời điểm di chuyển, rồi khả năng tăng tốc, rồi quan sát hàng phòng ngự đối phương, tìm thấy khoảng trống hội tụ, mà chỉ ra quyết định trong vòng 1 2 giây thôi, là khi nào chạy chạy ở đâu, thì anh Sắc làm điều đó cực kỳ xuất sắc. Những cái tố chất đấy liệu mình có học được không? Hay là nó được tạo ra bởi cái gì? Đương nhiên là bẩm sinh, và đương nhiên là cái tố chất tốc độ đoạn ngắn của anh Sắc rất là tốt, khả năng tăng tốc rất là tốt, nhưng đương nhiên mình có học được. Và sau này thì phá bày lập dị là cũng là một cái đặc sản mà tôi cũng có làm được ở sự nghiệp sau này. Ấn tượng là của Việt Thắng về anh kia đi sắc về cuộc sống ngoài đời nó như thế nào? Anh ấy là người vui vẻ, chan hòa, rất là vui vẻ. Anh ta luôn luôn muốn tạo không khí gia đình trong đội bóng, và anh ta đã có phẩm chất thủ lĩnh từ khi đang là cầu thủ. Và có một điều rất là khác biệt, tức là rất nhiều những cầu thủ ngoại đến Việt Nam rồi nhưng mà ít ai mà có thể hát những bài hát bằng tiếng Việt, ít ai có thể nói được tiếng Việt một cách sọi như anh Sắc. Anh ấy học tiếng Việt như thế nào hả Thắng? Mà đang nói về ngoại ngoại vị trí địa lý nữa, Thái Lan, Việt Nam gần như giống nhau. Không muốn nói là Sài Gòn mà bay đi Bangkok nó còn gần hơn Sài Gòn bay đi Hà Nội, thì vị trí địa lý. Và cái như những anh như anh Lương Trung Tuấn, khi anh qua Thái anh đá bóng thì anh vẫn học tiếng Thái dễ, mà tôi nghĩ là cái hai đất nước nó tương đồng nhau về nhiều thứ, và cái phát âm hay cái nói gì của người Thái nó cũng rất rất là dễ tiếp cận hơn là những mấy bạn châu Âu rồi đến Việt Nam thì nó khó hơn. Và anh Sắc thì lại mê âm nhạc, thì mà qua những bài hát của Mỹ Tâm thì anh Sắc nó lại càng dễ hơn cho việc mình trau dồi tiếng Việt. Mà quan trọng là anh ấy muốn hiểu văn hóa Việt và anh ấy học rất là nhanh. Và rất là dễ cảm nhận cái tình yêu của anh Sắc dành cho đất nước Việt Nam, con người Việt Nam và cầu thủ Việt Nam. Việt Thắng cảm nhận về cái tình yêu của anh Sắc dành cho người Việt Nam như thế nào? Anh Sắc hay Du Siết hay Sắc Đa là những người bạn rất người anh rất rất quý. Họ thật sự họ muốn hòa mình vào, họ xem mình là một người bản địa, một người cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, một con người Gia Lai, một con người Việt Nam. Và anh ấy và nhiều khi chơi với nhau mà ngồi quên nói chuyện với nhau, à không nhớ họ là người Thái luôn, không 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 nhớ họ là người Thái. Rất tuyệt vời. Khi mà anh Sắc sang gặp anh Văn Sĩ thì ngay lập tức hỏi rất là nhiều những cái câu chuyện liên quan đến sức khỏe. Trong đấy thì có cập nhật luôn cả cái tình hình về sức khỏe của anh Lê Huỳnh Đức. Cái tình cảm của anh Lê Huỳnh Đức với Gary Sắc theo cái góc quan sát của Thắng là như nào? Rất là đầu tiên là phải nói là respect, họ rất là tôn trọng nhau, hai ngôi sao lớn. Sau khi anh Đức cái buổi tập trước trận Bình Dương, một cái cử chỉ nhỏ thôi, tôi cảm thấy là họ rất là tôn trọng nhau. Ví dụ như anh Đức đang đứng họp đội quay lưng thế này, thì anh Sắc đội Gia Lai tập xong rồi, anh Đức không thấy anh Sắc vẫn đứng chờ đó 10 phút để không nói gì hết. Lúc đấy tôi định bảo là với anh Đức, anh Sắc bảo là ra dấu là thôi đừng báo anh Đức, để anh Đức anh triển khai và nói với đội. Thì sau đó vô tình anh Đức xoay sang thấy anh Sắc thì anh Đức lại dừng luôn, không nói nữa, giải tán ra để họ gặp nhau. Nghĩa là những cái cử chỉ đó thì họ rất là tôn trọng nhau.
rất là đồng đồng nhau. Trên sân là đối thủ nhưng mà ngoài đời lại là anh em. Và một điều nữa mọi người rất hay nói về Kelly Sắc đấy là cái sự chuyên nghiệp trong sinh hoạt. Thắng là một đồng đội của anh Kelly Sắc thì Thắng nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Bây giờ nhìn cái đầu tiên là chuyên nghiệp, nhìn đến bây giờ cái dáng người, cái phong thái, cái thần thái của anh Sắc rồi mọi thứ toát lên cái sự chuyên nghiệp. Và giờ mọi thứ là nhìn thấy trên sân hết. Khi anh ấy rất là lớn tuổi rồi, anh ấy vẫn đạt được thể trạng tốt. Nếu mà muốn giữ thể trạng tốt không có cách nào khác hơn là tập luyện và sinh hoạt chuyên nghiệp. Và cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất của Thắng với anh kia đi Sắc là gì? Có thể chia sẻ không? Anh Sắc cứ tập xong là anh cứ là đồng đội, nhưng mà đồng đội trẻ, anh bắt ra dứt điểm phải thế này thế kia. Không, mà thật sự là được tập cùng, đá cùng với anh Sắc đó là một may mắn. Thật sự là rất là may mắn và mình rất là trân quý cái cơ hội đó. Và khi Thắng biết là anh Kelly Sắc sẽ sang Việt Nam làm việc cho Hoàng Gia Lai, cái cảm xúc lúc đấy của Thắng khi nhận được cái thông tin này như thế nào? Không, tôi là đến sau anh Sắc. Anh Sắc là đến trước và mình từ... Tức là đến anh ấy đến Việt Nam làm việc với cái huấn luyện viên đợt này này. Thì rất là vui, giống như người cũ trở về và rất là một tin vui với Hoàng Gia Lai. Làm gì là đương nhiên tôi có rất là nhiều chuyện buồn với Gia Lai, nhưng mà nói gì nói Gia Lai vẫn là một thứ gì đó tình cảm. Một cái chức vô địch V-League đầu đời tại Gia Lai thì vẫn có, đương nhiên vẫn còn nguyên vẹn tình cảm với mảnh đất đó. Thì làm gì là mình vẫn thích đội Gia Lai có thành tích tốt. Và tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại ở Gia Lai muốn sốc lại mọi thứ, không ai tốt bằng cái tên kia thì sắc một người cũ trở về. Vì sao Thắng lại cho rằng đấy là cái giải pháp tốt nhất cho Hoàng Gia Lai? Bây giờ thấy xu hướng bây giờ rất nhiều huấn luyện viên trẻ và huấn luyện viên lớn về thành công là họ đang dùng một cái công thức giống như là Zidane, Areal, Pirlo. Đương nhiên Pirlo mới bắt đầu thì đó chưa đâu, mà họ đang muốn dùng những công thức là công thần trở về phục vụ đội bóng rất nhiều. Và ngoài ra thì anh ấy còn có cái tố chất gì để mà có thể thành công được trên bằng cái huấn luyện hay không? Bởi vì chúng ta biết là làm cầu thủ rất là xuất sắc, điều đấy không đồng nghĩa với chuyện là sẽ trở thành một huấn luyện viên xuất sắc. Câu anh vừa nói là chuẩn 100%. Cầu thủ xuất sắc là một lợi thế thôi, Nhưng mà tôi nghĩ là anh Sắc rồi cầu thủ Thái Lan nó tính cách tôi nghĩ cũng tương đồng với cầu thủ Việt Nam. Anh đã từng dẫn dắt rất nhiều ngôi sao lên đỉnh Đông Nam Á thì không có lý do gì mà anh ta không thành công với những nhân tố xuất sắc tại Hoàng Gia Lai, những cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ tuyển Việt Nam. Anh ta có thể kết nối và khai thác họ một cách tốt nhất. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái khó khăn của anh Sắc đi. Sự kỳ vọng là quá lớn, tất cả chúng ta đều nhìn thấy sự kỳ vọng quá lớn luôn. Và với tất cả những cái gì mà Hoàng Gia Lai đã thể hiện ở Cúp Thiên Long vừa rồi, thực sự là chúng ta cảm thấy có lý do để lo ngại. Cần làm gì đó để Gia Lai vô địch chứ còn mà nếu mà đừng nói chuyện câu chuyện áp lực với anh Sắc. Anh tôi nghĩ là anh ấy đã quá quen rồi. Anh đã là một ngôi sao từ tuổi đôi mươi đến sau này anh vẫn là một ngôi sao lớn, nên khả năng chịu áp lực của anh là cực tốt. Và anh ta phải biết xử lý làm sao đó để vượt qua áp lực của, để giành thành công. Và theo tôi nghĩ là năm tới là với thời gian dài hơn thì đội bóng mà do anh Sắc dẫn dắt sẽ rất đáng xem. Với tư cách là một người làm chuyên môn thì Việt Thắng đánh giá như thế nào về những cái lợi thế của Hoàng Gia Lai trong năm nay với những cái nền tảng cầu thủ mà họ đang có, với cái sự trở lại của một huyền thoại đấy là anh kia đi Sắc? Lợi thế nhất là gặp nhau ở chỗ vừa giữa huấn luyện viên và cầu thủ có cái văn hóa của câu lạc bộ. Họ là những người đã từng khóa Hoàng Gia Lai, và đặc biệt anh Sắc là người giúp Gia Lai vô địch V-League, thì cầu thủ chắc chắn họ sẽ tin là anh ta biết công thức thế nào để vô địch V-League tại mảnh đất đó với những con người như thế. Thì theo tôi thì anh Sắc với cái kinh nghiệm tại đội bóng là với kinh nghiệm hiện tại thì sẽ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ anh Gia Lai. Và những cái trận đấu ở Thiên Long tôi nghĩ không có gì phải quá bận tâm vì thời gian của anh ấy là quá ít. Và chúng ta trở về cái mùa giải 2020, họ đá 7 trận giai đoạn 2, thua 6.
thực sự là cầu thủ thì rất là tốt, nhưng dường như họ còn thiếu một cái gì đó để có thể thành công. Tôi xin phép không bình luận về vấn đề. Ok, tiếp tục là chúng ta sẽ đánh giá về cái cơ hội để anh Sắc có thể thành công được trong màu áo của Hoàng Gia Lai theo như quan điểm của Thắng, hoặc là anh ấy có cần một khoảng thời gian dài hơn để có thể đưa tất cả mọi thứ theo cái triết lý của anh ấy không? Theo tôi nghĩ V-League năm nay rất đáng xem, đặc biệt trên cabin huấn luyện quá nhiều huấn luyện viên giỏi, anh Phan Thanh Hùng, anh Lê Huỳnh Đức, anh Nguyễn Đức Thắng, anh Việt Hoàng, anh Văn Sĩ, những cái tên mà đọc ra ai cũng biết, vân vân nhá, những huấn luyện viên ngoại Bechovic, Kiatisak, và đây là những cuộc đối đầu thú vị và không ai dám vỗ ngực xưng tên là mình sẽ thành công tại đội bóng của mình, và thật sự là sẽ nâng tầm về chiến thuật ở giải đấu năm tới rất là nhiều với những huấn luyện viên gạo cội như thế. Và chắc chắn là V-League nó cũng sẽ sôi động hơn. Sôi động hơn. Đặc biệt là với những cổ động viên của Hoàng Gia Lai, họ đang chờ một cuộc lột xác của Hoàng Gia Lai, của anh Kiatisak. Với tư cách là một người cũ của Hoàng Gia Lai và với tư cách là một người làm chuyên môn, Thắng đánh giá như thế nào về đội hình của Hoàng Gia Lai, chất lượng cầu thủ của Hoàng Gia Lai? Gia Lai minh chứng là lúc nào tập trung đội tuyển quốc gia họ cũng có 7-8 cái tên, và với 7-8 cái tên đó và thêm 3 cầu thủ ngoài nữa thì quan trọng là họ sắp xếp làm sao đó để phát huy hết được và kết nối được những cầu thủ nội và ngoại với nhau, thì bài toán đó anh tôi nghĩ là anh Sắc sẽ giải được. Và với chất lượng đội hình như thế thì tôi nghĩ Gia Lai như tôi đã nói lúc đầu là sẽ rất đáng xem ở mùa giải năm tới.